Alo, xin chào anh em, chào mọi người một lần nữa trở lại với kênh YouTube của mình. Thì anh em ơi, ngày hôm nay đây mình quay một cái clip chia sẻ thế này anh em. Mình có đi ve chai mua được một cái laptop nè, laptop này ha. Thì mình không phải mà review cái laptop này đâu. Laptop này thì nó hư rồi, nhưng mà mình tháo một cái viên pin của nó ra, mình coi thì bên trong nó pin nó là cái loại pin này nè anh em, pin laptop nha. Nhưng mà bên trong nó là những cái viên pin nó nằm như thế này nè, chứ không phải là pin, mà pin này có pin của Samsung đàng hoàng nghe nè, pin Samsung mà viên pin nó lạ quá. Thì mình muốn là quay clip lại cho anh em xem. Thường thì mình cũng có những cái viên pin laptop nữa anh em. Nè, pin laptop thì pin nó làm gì đúng không? Khi anh em tháo ra thì bên trong nó là những cái là viên 18650 nó ăn gì nè nè. Tháo nó ra nó ăn gì nè. Mình cũng có tháo ra rồi nè. Đó. Anh em thấy không? Đó. Mà bây giờ thì cái viên pin laptop này nó lại là pin này nó lạ quá. Bây giờ mình thử mình sẽ tháo ra rồi mình sẽ đó là test thử cái pin này như thế nào cho tất cả mọi người cùng nhau tham khảo nha. Cắt đứt mấy cọng dây này trước đi. Pin nè anh em. Đó. Có một viên pin chỗ này nó bị phồng lên anh em. Còn những viên pin còn lại thấy nó còn ok lắm. À, mạch của nó nè. Có cái mạch nè. Bây giờ mình sẽ này nó nối tiếp với nhau hả ta? Nhìn đã quá ha. Có mặt bảo vệ nữa nè, im quá. Hai cái chấu pin của nó nè, pin này viên này nó cũng hơi phồng phồng mà. Đâu mình đo thử coi nó còn dung lượng không. Em gu rồi anh em ơi, viên đó em gu à. Còn cái viên pin này cái chấu của nó sao lạ quá ta. Pin em gu quá trơn à. Rồi mình giờ mình sẽ tiến hành cắt ra luôn nha. Đó, ấy luôn, cắt ra từ viên rồi nó cấu tạo nó ra làm sao nghe anh em. Chứ để làm gì thì mình cũng không có biết được đâu. Mấy cái này đồ ve chai mà. Mặt đó nè. Rồi. Một viên nè. Pin laptop này lạ quá ta, không giống mấy cái viên pin mình thường ấy. Đây, cực dương cực âm nó có hết ha. Trên này chắc là cực dương nè, cái này là cực âm nè. Đâu mình đọc thử cái thông số của nó coi nó có để thông số đàng hoàng. Thông số của nó là Samsung, để số Samsung thôi chứ mấy cái thông số kia thì mình cũng chả biết gì đâu, dung lượng nhiêu thì cũng không biết đâu. Mình đo thử coi nó có dòng điện ra không, hoàn toàn là không có luôn nha. Thường nó hư viên là viên còn lại xài được mà ta, không có. Mình kẹp điện vô mình kích nó lên thử coi. Mình kích pin trực tiếp từ cái cọng dây 5V của mình nè, để chút xíu coi nó có ra dòng điện không.
Nếu như mà pin này mà kích lên được á, thì mình thay các thiết bị thì mình nghĩ là nó bền lắm. Pin này thấy tốt ghê luôn. Rồi mình kích nãy giờ được dài 10 giây rồi, giờ mình đo lại coi nó có dung lượng ra không. Đây, hồi nãy không có dung lượng, bây giờ mình phát hiện ra nó đã có vô này nè. Như vậy là cái này chắc còn xài được đó nha. Không phải sáu gì luôn á. Thì clip ngày hôm nay thì mình chia sẻ với anh em các loại pin này thôi. Nếu như anh em nào mà biết pin này là pin gì ấy, thì comment cho mình cùng mọi người biết ha. Chứ mình thấy pin này lạ quá ha. Rồi xin thân chào anh em nha. Nếu như có cái gì mới ấy, thì mình sẽ tiếp tục đó là chia sẻ cùng anh em ha. Cũng như anh em có những cái gì mới thì mình comment bên dưới thì cho mà mình cùng mọi người đều tham khảo anh em. Rồi bye bye anh em.